Thì các bạn chào các bạn đến với channel của mình thì hôm nay mình chọn cùng nhau phân tích lại chu kỳ của con BID này các bạn nhé Này phân tích con chu kỳ con BID này Với con BID này <laughs> chúng ta có đây Con này thì mình sẽ đây là tuần cũng như tuần con này là một con blue chip Con này là có một cái kênh giá này Đấy, một cái Kênh giá đi lên theo tuần luôn Rất là lớn Thế con này đây là có chu kỳ thứ nhất của nó ở đây này đây, chu kỳ thứ nhất đây. Chu kỳ thứ hai. Là đây. Thôi gọi là tính tính từ từ để mình tính cái khoảng giá đây. Chu kỳ thứ nhất lên được 126%. Chu kỳ thứ hai đây. Lên được bao nhiêu? Từ từ qua đây Đây chu kỳ thứ hai. Lên được 54%. Chu kỳ thứ ba đây. 36% con đây, từ từ để mình nhớ cái. Đây nhá. Đây, không thì lấy sâu xuống đi nữa là xuống đây. Là được trăm Còn chu kỳ thứ tư đây các ơi. À, chu kỳ chúng ta vừa qua xong các bạn ạ. Đây. Đây chu kỳ thứ tư. À đâu? Nó vẫn nó chưa xong nó vẫn chưa xong chứ chứ. Đây chu kỳ thứ tư đây các bạn nhá. Tính từ đây này. Lên được <laughs> nếu mà tính từ dưới này thì lên được 40% các bạn ạ. À đâu? Nó spin. chu kỳ thứ tư này spin xong mới lên thì tính từ đây là khoảng 47 phần trăm các bạn ạ đấy. đây là các chu kỳ của nó đấy, nó sẽ đo ngày nhớ số lượng ngày này ngày này theo ngày thì chu kỳ thứ nhất tích lũy bao nhiêu 609 ngày chu kỳ thứ hai tích lũy được ba uh, 300 ngày tức là một năm chu kỳ thứ ba tích lũy được bao nhiêu 581 ngày và chu kỳ thứ tư tích lũy bao nhiêu từ hai trăm năm ngày như vậy là Thế các thấy đây là có này là cứ hết có một chu kỳ dài tiếp theo sẽ là một chu kỳ ngắn xong rồi chu kỳ ngắn xong rồi đến chu kỳ dài xong chu kỳ dài đến chu kỳ ngắn đấy đấy cũng thấy chưa rồi với chu kỳ thứ tư này chúng ta thì trước khi lên nó có một pha spin rất là mạnh khoảng uh, cái này khá lớn đấy con này xem nào mười chín phần trăm hai mươi phần trăm mười chín phần trăm các bạn ạ người ta chạy té khói luôn nó xem fibonacci mở rộng các nhá Fibonacci mở rộng Tính này Đây Chúng ta có là giá nó lên đến một rồi Tức là nó cũng phải lên hết nước rồi các bạn ạ Lên hết nước rồi Thế cùng lắm là nó lên được 5-7% nữa cùng đây các bạn ạ 5-7% nữa cùng nhá Lên được cùng lắm 5-7% nữa Còn nếu mà nó xuống Xuống thì chắc nó đã xuống luôn Đấy. nó sẽ xuống một đoạn sau đó là nó sẽ sideways để phân phối rồi mới xuống tiếp Đấy. Không xuống luôn đâu Nếu như con này là một con Penny Thì may ra nó có thể đẩy giá lên 2-3 lần Còn con này là một con Blue Chip của nhà đây BID vào chứ xem Là 300 tỷ cổ phiếu À 300 tỷ còn nhá 300 nghìn tỷ nhỉ 300 nghìn tỷ Số cổ phiếu là 5 5 5 tỷ 700 triệu cổ phiếu đấy các bạn ạ à. Đây xem cho xem này Một phiên là phiên lớn gần đây nhá Là 15 triệu cổ phiếu Cái Calculator Calculator 15 triệu cổ phiếu này Nhân với cái giá là 50.000 Là 750 750 tỷ các bạn Đây. 750 tỷ một cây thôi đấy Tiền đào đâu ra mà gọi là Đầy giá lên nữa Thế nên con này tốt nhất là các bạn không nên vào nữa các bạn nhé Không nên vào nữa Như vậy hôm nay nhận cùng nhau phân tích Chưa kỳ con BID Nếu ai chẳng like kỹ nha Tạm biệt tất cả các bạn Bye bye